Sau khi bị Mỹ áp thêm 10% thuế, theo Kuo, thuế quan có thể không ảnh hưởng đến giá iPhone hoặc các thiết bị phần cứng của Apple. Hôm mùng 2 tháng 8, tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 10% lên tổng giá trị 300 tỷ đô la Mỹ hàng Trung Quốc bắt đầu từ 1 tháng 9. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone, iPad và các thiết bị khác nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm Mac, AirPods sẽ bị áp thuế 10%. Ông Kuo cho rằng Apple dường như đã có sự chuẩn bị cho điều này và ông dự đoán rằng táo khuyết sẽ chấp nhận các chi phí bổ sung trong thời gian ngắn. Vì thế các thiết bị phần cứng của Apple như iPhone, iPad sẽ không tăng giá bất chấp thuế quan. Về lâu dài, các dây chuyền sản xuất ngoài Trung Quốc của Apple sẽ đáp ứng được hầu hết nhu cầu từ thị trường Mỹ trong vòng 2 năm tới. Dự đoán này của Kuo dựa trên mức độ tự động hóa sản xuất và nhu cầu tại thị trường Mỹ của Apple. Nhà phân tích danh tiếng này cũng đưa ra các dự đoán về sản phẩm của Apple như sau. Với iPhone, việc mở rộng chuỗi sản xuất ngoài Trung Quốc là một thách thức do mức độ tự động hóa sản xuất thấp nhưng Kuo hy vọng rằng các nhà máy ngoài Trung Quốc sẽ đáp ứng nhu cầu thị trường của Mỹ vào năm 2020. Riêng iPad, Apple sẽ không gặp khó khi mở rộng chuỗi sản xuất ngoài Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu thị trường Mỹ. Do iPad có mức độ tự động hóa sản xuất cao hơn và thị phần không lớn tại Mỹ, với máy Mac, mặc dù mức độ tự động hóa sản xuất của nó cao hơn iPhone, nhưng các chuỗi sản xuất ngoài Trung Quốc không thể đáp ứng cho thị trường Mỹ đến năm 2021 do thị phần của thị trường này cao hơn. Còn Apple Watch và AirPods. Apple sẽ không gặp khó khăn do có thêm các nhà máy sản xuất ngoài Trung Quốc từ năm 2020 và việc thay đổi công nghệ thiết kế từ SMT sang SIP của AirPods sẽ giúp nâng cao mức độ tự động hóa sản xuất của thiết bị này.